Minna san, konnichiwa. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục học ngữ pháp của N4 các bạn nhé. Hey konnichiwa, daiju san ka desu na. Rồi, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu bài số 13 trong series những ngữ pháp của N4 nhé. Bài số 13 thì mình sẽ học cách nói với lại thẻ giả định của nhé, thẻ điều kiện ý desu ka, điều kiện giả định. Nếu thì nhá. Thì nhắc đến nếu thì đúng không? Thì ngữ pháp của N5 chúng ta cũng từng học một ngữ pháp diễn tả là gì đây nhỉ? Điều kiện giả định rồi, rồi cả nếu thì rồi đúng không? Đó là ngữ pháp với lại ta là đúng không nhá? Vậy trước khi tìm hiểu ngữ pháp của N4 thì chúng ta cùng nhau ôn tập lại ngữ pháp của N5 nhá. Ngữ pháp với lại ta là. Đấy, ta là desu ne. Ta tính là gì đây nhỉ? Thẻ quá khứ các bạn nhá. Mình chia động từ, chia tính từ, chia danh từ về thẻ quá khứ rồi cộng với từ là. Ý desu ka? Ý nghĩa của nó đúng không? Là gì đây nhỉ? Điều kiện giả định nhá. Điều kiện giả định hay mình dịch là gì đấy? Nếu thế này thì thế kia. Rồi bây giờ mình cùng nhau tìm hiểu cách kết hợp, cách chia của cái thẻ ta là này nào. Hãy mite kudasai. Rồi đầu tiên mình có động từ chia thẻ ta này. Tính từ đuôi y đúng không? Quá khứ sẽ là bỏ y cộng với kata. Tính từ đuôi na mình sẽ bỏ na cộng với datta. Còn danh từ là danh từ datta đúng không? Rồi cộng với từ ra. Ý desu ka? Ta ra, kata ra, datta ra. Ý desu ka? Là cách chia của nó nhá. Các bạn nhớ chưa nhỉ? Động từ đúng không? Mình chia về thẻ ta. Tính từ đuôi y bởi y cộng kata. Tính từ đuôi na sẽ là data. Và danh từ cũng sẽ là data nhá. Ý desu ka? Mình cùng nhau lại tập lại một số ví dụ nào. Hay. Asta tenki ga yokatta ra umi e ikimasen ka? Rồi mình có một trường hợp đặc biệt, đó là tính từ đuôi. Tính từ gì đây? Tính từ y nghĩa tốt đúng không? Y nghĩa tốt. Thì khi chuyển về quá khứ đúng không? Thì mình chuyển về là yokatta. Ý desu ka? Nên khi chuyển về thẻ ta ra đúng không? Mình sẽ chia là yokatta, yokatta ra nhá. Hay asta tenki ga yokatta ra umi e ikimasen ka? Rồi chứ ta ra thì cả nếu đúng không? Nếu là sao đây nhỉ? Rồi nếu là sao đây nhỉ? À, nếu ngày mai thời tiết là sao đây nhỉ? Tenki ga y đúng không? Tenki là thời tiết như nào đấy? Đúng rồi, nếu ngày mai mà thời tiết tốt ấy thì rủ dê đúng không? Cùng nhau đi biển không? Ikimasen ka? Vấp ma sen ka dùng để rủ dê nhá. Ý desu ka? Nếu mà ngày mai thời tiết đẹp ấy thì cùng nhau đi biển không? Wakarimashita ka? Các bạn đã nắm được câu số 1 chưa nhỉ? Rồi tiếp theo nhá, mình sẽ cùng nhau luyện tập đến câu số 2 nào. Niban desu ne. Okane to jikan ga attara ryokou shitai. Okane to jikan ga attara ryokou shitai. Desu ne. Câu này mình nghĩa là gì đây nhỉ? À, attara tức là arimasu, nghĩa là có đúng không? À nếu có gì đây nhỉ? Đúng rồi, nếu có tiền và thời gian thì tôi muốn đúng không? Shitai là muốn này, muốn đi đâu nhỉ? Muốn đi du lịch nhá. Nếu có tiền và có thời gian thì tôi muốn đi du lịch. Sau bây giờ mình đọc thử một câu nhá. Nếu mà ghét ấy, thì không cần ăn cũng được, đúng không? Nếu mà ghét thì không cần ăn cũng được. Rồi ghét là gì đây nhỉ? À ghét là kirai. Kirai mặc dù kết thúc bằng i đúng không? Như là đây là, nhưng đây lại là một tính từ đuôi na nhá. Kirai đúng không? Nếu mà ghét thì không ăn cũng được. Vậy nếu ghép mình nói như nào đây? Tính từ đuôi na đúng không? Đúng rồi, sẽ là kirai datta. Ý desu ne, kirai datta ra. Không cần ăn cũng được, sẽ là tabenai desu ne, tabenakutemo ii desu. Vatnakutemo ii desu. Mình nghĩa là không cần làm gì cũng được nhá, động từ ấy. Còn với nakutemo ii desu, không cần làm gì cũng được. À, tabenakutemo ii desu, không cần ăn cũng được nhá. Kirai datta ra, tabenakutemo ii desu. Ý desu ka, nếu mà ghép thì không cần ăn cũng được nhá. Rồi, mình có câu. Đó là gì đây nhỉ? Kirai datta ra tabenakutemo ii desu yo. Đó, nếu mà ghét thì sao đây nhỉ? Không cần ăn cũng được. Tiếp theo, câu số 4 nhá. Kanji ga yomimasu ka? Kanji ga yomimasu ka? Động từ để khả năng đúng không? Điều trợ từ ga. À, yomimasu trở về yomimasu. Thì yomimasu nghĩa là gì đây? Đúng rồi, có thể đọc đúng không? À, bạn có thể đọc một chữ Hán hay không này? E, kantan na kanji datta ra yomimasu. え、簡単な漢字だったら読めますですね。簡単な đơn giản này. Đó, nếu gì đây nhỉ? Kanji là danh từ đúng không? Thì chỉ phải đắt tà ra nhá. À, nếu là một chữ kanji đơn giản thì tôi có thể đọc được. Ok desu ka? Nếu là chữ kanji đơn giản thì tôi có thể học được nhá. Đó. Tiếp theo mình có cái phần chú ý như sau, phải mở rộng như sau. Đó là gì đây nhỉ? Mình có đô chia động từ nhá. Động từ thế ta rồi cộng với ra. Ý desu ka? Động từ chia thẻ ta được cộng với thứ đá ấy, thì còn mang một ý nghĩa khác nữa. Ngoài nếu thì còn mang một ý nghĩa khác. Đó là shita natta auto de suru. Là nghĩa là sau khi nhá, sau khi làm hoặc sau khi mà cái gì đó trở nên thế nào đó thì. Ý desu ka? Vì cả sau khi nhá. Thì khác với tekara đúng không? Tekara dùng để liệt kê các hành động
cũng theo thứ tự trước sau đúng không? Nhưng mà khi dùng te cả đá thì hành động trước kết thúc hành động sau thì ngay lập tức xảy ra. Tức là hai hành động mang tính liên tiếp về thời gian. Còn khi dùng thẻ tà đà thì đơn giản là hành động thứ nhất diễn ra trước, hành động thứ hai diễn ra sau thôi, còn không nhất thiết phải liên tiếp nhá. Mình lấy ví dụ bây giờ nhà gì anh nhỉ? Sau khi trở về nhà tôi ăn cơm. Nếu mà dùng te cả đà tức là về nhà một cái ăn cơm luôn. Còn nếu dùng thẻ tà đà này thì tức là gì anh nhỉ? Sau khi về nhà mình có thể làm các việc khác nữa và đơn giản là mình ăn cơm sau đó thôi. Itesuka, tức là hành động ăn cơm ấy không nhất thiết phải xảy ra một cách liên tiếp. Đấy, liên tiếp với lại hành động trở về nhá. Đấy thì mình dùng với lại thẻ tà đà. Itesuka, rồi mình dịch là sau khi các bạn nhá. Rồi bây giờ mình cùng luyện tập có chút ngữ pháp này nhá. Hai, 1番. 冬休みになったら帰国するつもりだ。冬休みになったら帰国するつもりだ。あ、つもり、đúng không? 絶対時代にゃ。đúng rồi, 絶対dự định, đúng không? 冬休み là 時代にゃ。あ、nghỉ đông, đúng không? なったら tức 時代, nó trở thành, đúng không? Tức là 時代 sau, sau khi mà một kỳ nghỉ đông đến, đúng không? Thì sao đây nhỉ? À, 帰国する chữ quy ở chữ quốc, đúng không? Nghĩa là trở về nước nhá. 帰国するつもりだ thì tôi dự định là về nước. いいですか? Tôi dự định là sẽ về nước. Gì đấy nhỉ? Vào sau khi kỳ nghỉ đông đến. Được chưa nhỉ? Thế là câu số 2 nào. この仕事が終わったら帰ってもいいですか? この仕事が終わったら帰ってもいいですか? Sao đây nhỉ? Sau khi gì đấy? Sau khi công việc này kết thúc đấy thì tôi sao đây nhỉ? Tôi trở về nhà có được hay không đúng không? Vất tèm một y để có dùng để xin phép người khác cho phép mình làm cái gì nhá. Vì sao nhà sau khi đúng không? Sau khi công việc là kết thúc thì tôi về có được hay không? Ok để có. Rồi tương tự câu số 3 nào. 駅に着いたら電話してください。迎えに行きますから。電気に着いたら電話してください。迎えに行きますから。はい、意味がわかりますか？Các bạn có hiểu ý nghĩa không nhỉ? Sao nhỉ? Sau khi đâu nhỉ? Chưa kim mát đến nơi nhá. Chưa tại là sau khi đến đâu nhỉ? Đến đâu dùng trợ từ ní nhá. Sau khi đến nhà ga thì hãy gọi điện thoại cho tôi. Bởi vì sao nhỉ? Kara thì cả bởi đúng không? Bởi vì tôi sẽ đi để đón nhá. Mukaemas là đón. Itesuka. Mukaemas thành mukaeni. Mukaeni ikimas mạnh nghĩa là tôi sẽ đi đón nhá. Vì tôi sẽ đi đón. Itesuka. Rồi đó là toàn bộ các phần kiến thức liên quan thẻ tà đà mình đã học. Đó, vừa mình lướt qua một chút đấy. Thì cách chia đơn giản đúng không? Cách chia của thẻ tà đà. Thứ nhất là động từ đúng không? Mình chia thẻ tà này. Tính từ đuôi y bỏ y cộng cắt tà này. Tính từ đuôi na bỏ na thành đát tà. Và danh từ cũng là danh từ. Đát tà là cộng với từ đà nhá. Tà đà, cắt tà đà, đát tà đà. Itesuka. Vậy thẻ tà đà nó mình dịch là gì đấy? Nếu thì đúng không? Để đưa ra các điều kiện mà rất là giả định nhá. Nếu A thì B. Itesuka wakaremashita ka? Vậy đã nắm được, ôn tập lại và nắm được cách chia của thẻ tà đà cũng như cách dùng của nó chưa nhỉ? Nếu bạn nào mà chưa nhớ thì hãy cố gắng làm gì đây nhỉ? Xem lại video này và ghi nhớ được cái phần kết hợp với lại tà đà nhá. Hãy, oboite kudasai.